ảnh chế, lý do Mourinho tuyên bố dô béo bằng Ronaldo, và Messi cộng lại. Ibra coi dô béo là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, không phải Messi hay Ronaldo, Mourinho còn cao tay hơn học trò khi nói dô béo bằng cả Messi, và Ronaldo cộng lại. Thế giới bóng đá có hai cầu thủ tên Ronaldo. Và thật trùng hợp khi cả hai đều là những siêu sao hàng đầu ở thời đại của mình, tuy nhiên, trước sau như một, Ibrahimovic luôn chỉ coi có một Ronaldo thực sự mặc chiếc áo số 9 chứ không phải Ronaldo mặc chiếc áo số 7. Không chỉ coi nhẹ ca 7 so với Dô Béo, trong mắt Ibra, kể cả Messi cũng không phải là người có thể sánh với Ronaldo đích thực. Bất chấp việc Messi giành số quả bóng, vàng gấp 3 lần Dô Béo, và đã vượt qua Dô Béo ở thành tích ghi bàn, số lượng danh hiệu. Những tưởng chỉ có mỗi Ibra với những phát ngôn ngang tàng mới xem nhẹ ca 7. Và M10, nhưng hóa ra sư phụ của Ibra là Mourinho cũng vậy người đặc biệt cũng là một fan bự của Ronaldo, nhưng mà là dô béo. Đối với các fan của M10 và CA7, việc Mourinho xem nhẹ hai ngôi sao lớn nhất thế giới suốt hơn một thập kỷ qua là điều khó có thể chấp nhận nổi. Nhưng Mourinho luôn có lý của mình, và cái lý đó đôi khi có vẻ vô lý, nhưng lại rất thuyết phục, ví dụ như việc Joe Béo, đã hai lần vô địch thế giới, điều, mà cả CA7, và M10 chưa một lần làm, được, vinh quang lớn nhất. Mà 7 giành được với Bồ Đào Nha là một chiếc cúp Euro, vẫn còn ở dưới một bậc so với World Cup. Messi thậm chí còn không giành nổi một chiếc cúp nào với tuyển quốc gia Argentina. Dù ở cấp độ khu vực, ngược lại béo cũng từng hai lần vô địch Copa America vào năm 1997 và 1999. Và nếu dựa vào danh hiệu với đội tuyển quốc gia để so sánh thì có lẽ Mourinho cũng chọn được ai là người xuất sắc hơn giữa ca 7 và M10. Nếu Messi có thể sớm chấm dứt được bi kịch của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới, có lẽ sự nghiệp của anh sẽ trọn vẹn hơn và Mourinho sẽ có một cái nhìn khác về việc ai mới là cầu thủ xuất sắc nhất. Còn ở thời điểm này, cũng có không ít người đồng tình với những nhận định của Mourinho về việc Ronaldo của Brazil bằng Ronaldo của Bồ Đào Nha cộng với Messi. Tất nhiên, các fan của CA7 và M10 cũng có thể hiểu ý Mourinho đang nói tới đơn giản chỉ là là vấn đề cân nặng mà thôi. Xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi, tôi sẽ tiếp thu ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.